Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 2023. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 270. Mỗi một người chúng ta khi mình nghe được Phật Pháp, mình nghĩ đến cái công ơn của ông bà cha mẹ. Có khi vì chúng ta mà ông bà cha mẹ của mình tạo nghiệp, khi mất đi phải đọa vào những cái cảnh giới khổ đau. Khi nghĩ đến cái việc này, cái tự nhiên trong lòng của mình, mình gặp những cái pháp hội tổ chức đông người mà tu, như pháp hội lễ vía Quan Âm chùa mình tổ chức, hoặc là cái ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 này, những đức sẽ kết hợp để tổ chức, giống như cái ngày mà mình cầu siêu cho ông bà tổ tiên chúng ta luôn. Bữa nay 22 rồi, còn như 18 ngày nữa quý vị, 18 ngày nữa, ngay thứ bảy đó quý vị, chúng ta sẽ tổ chức ở bên chùa mới. Thường là thứ bảy chúng ta cộng tu chùa mới, thì chúng ta tổ chức cũng cộng tu nhưng mà là ngày cầu siêu cho ông bà tổ tiên chúng ta, gọi là uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Mỗi vị Phật tử khắp nơi nơi mình nghe đến cái chương trình này, mình nên sắp xếp, và những vị trưởng đoàn nên nhiệt liệt rủ khuyên những vị dù là người ta chưa từng được đi chùa, chưa biết Phật Pháp, mình dùng công đoạn này mình hướng dẫn họ. Mình nói với họ rằng chúng ta mọi người đều có ông bà tổ tiên. Thầy tổ chức chương trình cầu siêu cho ông bà tổ tiên dựa vào cái ngày giỗ tổ Hùng Vương, giống như mình làm đám giỗ cho tất cả ông bà cha mẹ của chúng ta luôn. Nên cái chương trình này rất là đặc biệt quý vị. Mỗi người chúng ta đến, chúng ta sẽ ghi cầu an cho ông bà cha mẹ còn sống, và cầu siêu cho ông bà cha mẹ chúng ta đã chết. Rồi ngày đó những đức cũng có chia sẻ Phật Pháp, và chúng ta niệm Phật lễ Phật, thời khóa dài chút, và chúng ta sẽ làm một cái
Lệ cũng đi thực lớn, lớn hơn lúc chủ nhật thứ bảy bình thường, rồi làm lễ phóng sanh lớn, nên Phật tử khắp nơi nơi khi nghe qua chương trình này, quý vị nên thông báo cái chương trình này để mỗi một người làm con cháu nhớ đến ông bà tổ tiên mình. Quý vị nhớ khi chúng ta còn sống ở bên nhau thì có thể chia cho nhau cơm ăn áo bặn, giúp cho nhau cái chỗ ở, chỗ ăn đàng hoàng, lo lắng thuốc men này nọ một chút. Nhưng khi mà mỗi một người chúng ta chết đi thì cái việc mà làm lợi ích cho người chết chỉ có tụng kinh niệm Phật, làm công đức hồi hướng cầu siêu cho ông bà tổ tiên của chúng ta. Có khi sự khổ đau đọa lạc của họ không biết than van cùng ai. Chúng ta là người nghe đạo, nghĩ đến cái việc đọa lạc khổ đau thì mỗi một người mình làm con làm cháu nên chân thật phát tâm nương vào những cái pháp hội lớn như chùa mình chuyên tu nữa chứ. Thí dụ như một mình chỉ có một ngọn đèn, mà thiệt là đông người thì đông ngọn đèn. Một ngọn đèn thì có không thế nào phá tan cái bóng tối vô minh, nhưng nhiều ngọn đèn thắp lên xóa tan đi bóng tối. Một ngôi chùa mà chuyên tu, quý vị, có một cái quay lực gia trì Phật Bồ Tát lớn dữ lắm. Với mình làm nhiệt tình hết mình vì chúng sanh, niệm niệm nghĩ vì người, nên trong cái pháp hội chắc chắn có sự hộ trì của chư Phật Bồ Tát Long Thiên Bát Bộ, chắc chắn luôn. Nên mỗi một người chúng ta nương vào cái pháp hội này để cầu an cho người thân, cầu siêu cho ông bà tổ tiên mình. Ngay ngày giỗ tổ Hùng Vương, chúng ta là bổn phận con cháu nhớ đến ông bà tổ tiên mình biết đạo, mình biết tu, thì mình làm những công đức, làm những cái chương trình tu hành, mở ra những pháp hội hướng thiện để hồi hướng. Việc này rất đặc biệt quý vị. Còn nhiều nơi thì người ta dù như làm nghi thức gì đó thôi. Còn nhiều người thì lễ lọc người ta được, người ta đi chơi đầu này đầu nọ, đầu kia. Còn mình là người nghe đạo nhớ đến ông bà tổ tiên, nghĩ đến cái việc ông bà tổ tiên mình không biết tu đi, thương con thương cháu, sát sanh hại vật tạo bao nhiêu nghiệp chứ. Có khi còn nói lời giả dối để mà kiếm tiền vật vật chắc về để lo cho con cháu, nên tạo bao nhiêu là nghiệp chướng. Khi bây giờ mình biết đạo, mình biết tu, nghĩ đến cái việc ông bà tổ tiên đọa lạc khổ đau mình thương tâm. Nên cái chương trình này nó rất là ý nghĩa, nhắc nhở mỗi một con người chúng ta nhớ về nguồn cội đặc biệt quý vị. Đó là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, bữa nay 22, còn 18 ngày nữa. Nên tất cả quý Phật tử, những vị trưởng đoàn thông báo chương trình này để chúng ta tổ chức ngay chùa mới, nhiều người về để mà vừa nghe pháp rồi niệm Phật, lễ Phật, phóng sanh cũng đi thực. Đây là một ngày rất ý nghĩa quý vị. Đó là thứ bảy. Rồi chủ nhật cộng tu ở bên hộ pháp lại nằm vào 30 tháng 4. Ngày 30 tháng 4 luôn. Rồi thứ hai là 1 tháng 5. 30 tháng 4, 1 tháng 5. Từ giỗ tổ Hùng Vương rồi tới lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 là 3 ngày liên tục nghỉ, rồi nghỉ bù thêm 2 ngày. 2 ngày kia chúng ta cũng là cầu siêu cho ông bà tổ tiên và chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn.
Mình được bình yên gì là nhờ bao nhiêu con người phải hy sinh tính mạng để mà giữ được cái quê hương bình an, bình yên cho chúng ta được ở. Nên ơn đất nước cái việc này rất quan trọng. Nên lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì bên chùa Hộ Pháp chúng ta sẽ 2 ngày khóa tu cho quý Phật tử. Thí dụ như quý vị có thể đến tu như ngày Chủ Nhật, rồi buổi sáng đó, rồi chiều những đứa cũng lên giảng pháp, phóng sanh cũng đi thực, rồi xong mình đi về thôi. Bình thường ngoài muốn ở lại ở. Rồi bữa sau 1 tháng 5 cũng y rang vậy luôn, 2 ngày 34, 1 tháng 5 bên Hộ Pháp. Còn ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày đám giỗ tập thể toàn bộ ông bà tổ tiên chúng ta. Cái này là ngày cực kỳ quan trọng quý vị. Nghĩa là cơ hội tu này đặc biệt quá. Xong rồi thì 2 ngày kia thì mình nghỉ bù. Ai ở lại tu thì mình cũng tu bình thường. Còn mình về nhà cũng được nghỉ 2 ngày. Dịp lễ 5 ngày mình thật là xứng đáng. Cực kỳ xứng đáng luôn quý vị. Những đức chịu khó chịu cực để tổ chức những chương trình này. Quý vị ở xa miền ngoài đồ hay các tỉnh thành xa, mình nên nắm bắt cái cơ hội này quý vị. Bây giờ là mình chuẩn bị xe cộ được rồi. Tại vì lễ mình phải chuẩn bị xe, đặt xe đồ này kia đâu đó đàng hoàng. Chúng ta để cặn ngày đó mình sắp xếp xe cộ khó. Quý vị ơi, trong cái cuộc đời của người chúng ta sống mấy chục năm, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Mình nên chân thật mà chân quý cái cơ duyên được thân người đi đến với cái cõi này. Phật dạy mình là từ giữ năm giới mà được thân người. Trong kinh Đức Phật nhắc nhở chúng ta để chân quý thân người. Có một lần Đức Phật ở tỉnh xa, Ngài nắm một nắm đất và Ngài buông nắm đất. Ngài hỏi đệ tử bên cạnh, nắm đất mà ta cầm lên và buông xuống, như vậy thì đất mà buông xuống nhiều hay đất dính trong đầu móng tay ta nhiều? Thì đệ tử trả lời rằng đất buông xuống nhiều, đất mà dính trong đầu móng tay ít. Thì Đức Phật giải thích rằng chúng sanh mà có thân người và mắt thân người, mắt thân người giống như đất mà ta buông xuống vậy. Có lại thân người thì giống như đất mà dính trong đầu móng tay của ta. Nên Đức Phật nhắc nhở mọi người chúng ta nên dũng mãnh tinh tấn. Được thân người khó được, gặp Phật Pháp khó gặp. Mình nói thêm, gặp tịnh độ càng khó, tinh tịnh độ càng khó. Gặp người mỗi ngày giảng tịnh độ nhắc mình niệm Phật càng khó. Quý vị bình tĩnh xem xét đi, phải không? Ngày nào cũng nhắc nhở chúng ta dũng mãnh tinh tấn niệm Phật. Ý niệm mỗi buổi sáng thức dậy, ý niệm gì? Nhớ Phật, niệm Phật hay ý niệm gì? Mỗi ngày nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, thường vui vẻ. Tâm niệm này gây dựng cho cực kỳ mạnh, để cái ý niệm này nó dẫn dắt chúng ta đến khi cặn tư nghiệp. Ý niệm cuối cùng chúng ta là A-di-đà Phật, thì nhất định Phật sẽ tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Vừa giúp cho người còn sống, vừa giúp cho chư hương linh. Quý vị coi trong cái thời cuộc này nghiệp phá thai, bao nhiêu người phụ nữ phá thai. Cái cơ hội 3 ngày từ ngày giỗ tổ Hùng Vương 30 tháng 4, 1 tháng 5, 3 ngày này miêm mặt chúng ta tu hành nghe pháp. Quý vị về đây để dự khóa tu, hương linh thai nhi cũng gì, mình nghe pháp họ cũng nghe pháp, cúng cho họ hưởng tài thọ thực, dùng công đức để cầu siêu cho họ. Đây là việc làm cực kỳ có ý nghĩa. Quý vị phải nhớ cái câu trong nhà Phật nói, âm siêu thì dương lợi. Người âm được siêu thoát thì người dương là người còn sống sẽ được lợi ích rất là lớn. Mình nương vào cái pháp hội lớn của chùa mình, những đức nghĩ rằng là
ngày giỗ tổ Hùng Vương bên chùa mới người ta cũng về rất đông chứ không ít đâu. Bây giờ bên chùa mới đồ cũng chuẩn bị này kia sắp xếp. Hòa thượng xây chùa, mình thì có duyên rủ có người về tu, đây là việc làm rất ý nghĩa. Và những việc làm này những đức thấy rất là nhân văn quý vị, vì đó là nhớ đến ông bà tổ tiên mà. Như đức hỏi quý vị bây giờ 5 ngày nghỉ lễ, quý vị có thể đi vòng vo Tam Quốc, đi chơi đầu này đầu kia, là cái người ta không biết tu. Mình là người tu mà mình gặp được những cái dịp mà người có người đứng ra làm chương trình này, nó rất là nhân văn quý vị, nó rất là ý nghĩa về đạo đức nhân cách làm người. Nó là một cái ý nghĩa để nhắc con cháu đời sau ăn trái nhớ kẻ, trồng cây uống nước nhớ nguồn. Nên trong nhà Phật ơn cha mẹ nè, ơn đất nước, ơn thầy tổ, bốn trọng ơn. Có ơn đất nước mà quý vị, mình nhớ ông bà tổ tiên của mình là người con giáo hiếu thảo. Mình cầu siêu cho tất cả chiến sĩ đã nằm xuống giữ quê hương xứ sở được bình yên. Họ đổ máu để giành lại độc lập. Chúng ta những dịp lễ mình là người tu, nhớ lại ơn đất nước, làm những cái lễ cầu siêu tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, cầu siêu cho họ được siêu thoát. Đây là cái tâm rõ ràng là biết ơn. Rõ ràng quý vị mang một cái tâm cảm ơn đến với ông bà tổ tiên hay tất cả những người còn sống hay đã chết. Nếu như mà con người sống trong cuộc đời này mà có cái tâm gì thì quý vị biết rằng xã hội này những kiếp nạn sẽ tự quá dài, vì tâm địa thiện mà. 3 ngày mình đến như bên chùa mớ cũng ghi cầu an cầu siêu đi, bên hộ pháp cũng cho quý vị ghi cầu an cầu siêu, để ngày đó mình tưởng nhớ để ghi cầu an cầu siêu tất cả những người trong gia đình, như những người mang nghiệp phá thai hay là chết oan chết ức. Hay ông bà cha mẹ vừa mới mất. Đây là một cái dịp mà mình đi đến để mà mình giữ cái khóa tu này để cầu an cầu siêu cho người thân, đặc biệt lắm quý vị. Tại vì số lượng người rất là đông, mà bữa đó chúng ta niệm Phật rồi có lễ Phật, lễ Phật nhiều thêm ngay những cái ngày đó. Cái quan trọng là quý vị về được nghe pháp, rồi chư hương linh đi theo quý vị về được nghe pháp. Khi đi trước mấy ngày thắp nhang, mời ông bà tổ tiên chưa siêu thoát hay chư hương linh ở vùng đất này, thổ địa thằng hoàng cũng nên đi đến tu luôn cũng được. Chúng ta toàn là chúng sanh trong lục đạo mà, nghe đạo tu để mà cầu giải thoát chứ. Nên những đức nêu những chương trình này, quý vị lấy cái buổi giảng này quý vị chia sẻ rộng ra để cho nhiều người người ta được đến. Chú Tâm Nhiên để mấy số điện thoại trong chùa chạy để cho Phật tử người ta biết số điện thoại địa chỉ để cho người ta biết đường người ta đi đến đây. Người ta nghe đến cái việc cầu siêu cho ông bà tổ tiên và làm đám giỗ tập thể ngay ngày giỗ tổ Hùng Vương. Đây là một việc làm cực kỳ ý nghĩa quý vị, cực kỳ ý nghĩa luôn. Những thông tin gì mình không biết thì số điện thoại quý vị sẽ gọi cho ban tổ chức để mình hỏi. Nên những đức khuyên tất cả những người ở phương xa rồi này kia đến dự cái khóa tu này. Nếu quý vị sắp xếp được cái khóa tu, quý vị đến dự ở 3 ngày luôn, những người phương xa. Đây là một việc làm cực kỳ có ý nghĩa. Quý vị nên nói cho những người dù họ không biết tu, họ không biết tu luôn, họ nên đi đến. Mỗi năm chúng ta vào ngày giỗ tổ Hùng Vương, chúng ta nên làm cái chương trình này quý vị. Mỗi năm đến ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5, chúng ta nên làm chương trình này. Mỗi năm đều có tâm như vậy, vì người tu mình là có ơn đất nước.
có ơn cha mẹ, ơn chúng sanh, ơn thầy tổ. Mình đều có cái tâm báo ơn bằng cách cái nhân cách sống của chúng ta làm người đặc biệt, rồi biết tu đạo, biết làm công đức, làm việc tốt để hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình. Mỗi ngày đi đứng nằm ngồi niệm Phật, quý vị coi, tối nào mình tu xong mình cũng có hồi hướng đầy đủ hết. Cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp. Đầu tiên vô thì cầu an cho hòa thượng, cầu an cho đại chúng. Cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, đời này nhiều đời nhiều kiếp. Hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn, thập nhị loại của hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, hồi hướng hết. Cuối cùng cái hồi hướng kết thúc là gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo, chúng sanh đầy đủ bao gồm. Tối nào mình tu mình cũng có cái ơn ông bà cha mẹ, ơn thầy, ơn tổ quốc, điều hồi hướng quý vị coi. Mình tu hồi hướng đem cái thiện này gỡ đến cho người thân hưởng được. Quý vị có cúng mâm cao cổ đầy, họ cũng dùng không được bao nhiêu mà không có lợi ích bao nhiêu. Cái việc tu hành, còn cái chuyện cúng đĩa thực là một phương tiện để dẫn dắt. Như con người thường ăn thì quen, bây giờ mắc rồi cũng chấp cái ăn, nên cúng theo cái tình chấp họ mà cúng. Nhưng có cái lễ cúng đó, người ta sẽ rất háo hức gì. Vì người ta cũng đồn, hương linh cũng đồn, ở nơi đó gì sẽ có pháp hội. Cúng, dí quan âm cúng mấy lần luôn, mấy ngày luôn, nhiều lắm. Giống như con người mình mà khi mình đi đến đâu vui, an lạc, tốt, mình về mình biết phổ biến rủ người. Nên mới có câu nói rằng dương văn âm phủ đồng một lý. Nên mình nghe được chương trình này, mình chỉ cần nêu chương trình này lên cho nhiều người cùng nghe, mình rủ nhiều người cùng đi. Có những người mình bỏ tiền ra thuê xe cho người ta đi luôn. Khi lên xe quý vị nên lấy cái công đoạn này, kêu tài xế phải bắt lên cho người trên xe đó ngồi nghe, để họ biết cái chuyến đi này của họ là chuyến đi để cầu an cho ông bà cha mẹ còn sống, và cầu siêu cho ông bà tổ tiên, tất cả những người chết từ mùa dịch mà khắp nơi trên thế giới bị chết rất nhiều. Cái lễ này là hồi hướng cầu siêu hết. Còn những người mang nghiệp phá thai khắp nơi nơi, mình nghe qua công đoạn này, quý vị lấy công đoạn này bỏ vô cái trang mình liền, đi phổ biến cái buổi này ra, rộng ra, thì cái công đức quý vị lớn, cực kỳ lớn. Thì thật sự ai cũng muốn. Nhiều người mang nghiệp phá thai, nghe đạo rồi mình biết việc này là tạo cái nghiệp giết người. Con đến để đòi nợ thì nợ chắc chồng, con đến để báo ơn thì thành báo oán. Rồi có khi ông bà cha mẹ mình lúc còn sống mình cũng không có thương yêu, lo lắng, bây giờ cảm thấy hối hận, thì qua cái chương trình này là thông điệp để gỡ đến chúng ta. Mỗi năm ngày giỗ tổ Hùng Vương, chúng ta tổ chức đám giỗ tập thể. Năm nay chúng ta tổ chức lần đầu tiên. Rồi 30/4, 1/5 chúng ta tổ chức những ngày cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ. Nói thì là như vậy, nhưng thật sự cầu siêu cho tất cả chúng sanh, ý nghĩa lắm quý vị. Nên những vị trưởng đoàn, quý vị gặp được một ngôi chùa, gặp ông thầy, ông nhiệt liệt phát động chương trình tu hành, đây là việc mình cực kỳ mừng. Mình gặp ông thầy tu thì mình sẽ tu, mình gặp ông thầy đi long nhông mình long nhông, mình gặp ông thầy hình thức mình sẽ hình thức, ông thầy sao mình ra làm gì. Thí dụ như ông thầy này, ông hướng dẫn Phật tử là ông nói chuyện cho Phật tử đau buồn khổ rồi cảm động này kia, thì Phật tử chùa đó là Iran vậy luôn, làm Iran luôn. Ví dụ như bây giờ ông thầy sư cô này, khi gia đình có người chết được, ngồi rên rỉ khóc lóc như là cái tâm thương yêu nhớ nhung. Nhưng xin nhắc quý vị, việc làm để ý nghĩa không được bao nhiêu, nó chỉ là diễn cho cái cảnh thế gian này thôi. Còn cái người mà chết linh thức của họ không hưởng được bao nhiêu sự đau buồn khổ đau quý vị coi. Lấy cái đó để hồi hướng cho họ được lợi ích gì? Tạo dựng khóa tu nói về vô thường,
nhắc nhở nhiều, có người còn cha còn mẹ, khi cha mẹ còn sống mình nên tưởng nhớ thương yêu lo lắng, khi cha mẹ mất rồi mình nên làm việc gì đó chứ không phải là khóc lóc. Quý vị tụng trong kinh Địa Tạng Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ, họ khóc lóc hay họ tu? Họ phải tu từ phàm phu họ đạt thành bậc thánh, họ cầu siêu cho ông bà cha mẹ của họ đó. Những cái thực chất này mình phải làm, nên mình là người tu hành. Bây giờ mình hướng dẫn Phật tử cái gì thì hình thức họ thấy mình đau khổ thương tâm cũng thấy, tội nghiệp thầy, tội nghiệp sư cô. Nhưng mà cái việc làm này nó không lợi ích được bao nhiêu hết quý vị. Sự thương tiếc con người là mình đem đạo pháp mình nhắc nhở, mình giúp người ta, chỉ người ta về cái vô thường, có một pháp tu để cầu giải thoát mới là phù hợp. Còn nếu như chỉ có khóc lóc bình thường, đau khổ thì có khác gì thế tục. Thật sự mà nói mình là con người, ông bà cha mẹ mất đi, ai mà không thương tiếc. Nhưng mình là người tu nó phải có đặc biệt hơn cái người ta không tu. Đặc biệt hơn là gì? Mình phải dùng cái pháp tu để mình tu làm sao mình hồi hướng cho ông bà tổ tiên mình. Mình làm những việc thiện việc tốt đó là ngày ý nghĩa, để mình chỉ dạy Phật tử việc làm ý nghĩa này để cùng làm, phải xác thực sâu sắc, vậy thì mới có kết quả. Vì mình là người tu mình nhìn được vô thường, dù biết rằng mình vẫn là thăng tứ đại, vẫn sống có tình cảm, nhưng phải gói gọn bớt lại cái tình cảm đau thương kia để mình có một thái độ của một người tu hành, để đem đạo pháp giải thoát chỉ dạy cho Phật tử, vậy thì cực kỳ ý nghĩa, cực kỳ là ý nghĩa. Vì nhớ người thế gian họ khóc lóc kêu gào, tới bản thân chúng ta cũng như vậy nữa, thì làm sao cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình đấy. Nên chúng ta tổ chức ngày dỗ tổ Hùng Vương, ngày đám dỗ tập thể, để mà cầu siêu cho ông bà tổ tiên chúng ta chân thật đem đạo pháp nhắc nhở con người còn sống, để mỗi một con người ăn trái nhớ kẻ, trồng cây uống nước nhớ nguồn. Đây là việc cực kỳ quan trọng, chứ không phải là chúng ta diễn ra một hình ảnh gì đó khóc lóc đau lòng. Việc làm này quý vị làm không có sai, nhớ không có sai, nhưng trong Phật pháp nên suy nghĩ kỹ lại. Phật pháp thật chắc là gì? Hướng người giải thoát, nhắc nhở vô thường. Còn ông bà cha mẹ thì ai cũng thương tâm, nhưng mình là người tu đạo phải có một hành động đặc biệt để nhắc nhở dạy Phật tử, để khi ông bà cha mẹ họ chết đi, họ phải làm sao để được lợi ích, chứ không phải họ tiếp tục đọc một viễn văn đau lòng khóc lóc. Không phải. Thí dụ như có những cái chương trình này chương trình kia, người ta đọc lên vì lịch sử của một người đó, để làm chi? Để cho chúng ta học theo, chúng ta đi lên đoạn đường đó để chúng ta học theo con người đó. Vậy thì chúng ta học Phật, chúng ta phải học giống Phật. Hướng là hướng giải thoát, hướng cho ông bà cha mẹ mình giải thoát, mà phải đem một cái pháp tu giải thoát phù hợp để dạy họ thì mới đúng. Và chúng sanh cũng được nhận thức về cái pháp của Phật là một cái pháp giải thoát. Còn nếu như mình là một người xuất gia tu đạo mà mình cũng là bệnh rịnh khóc lóc đau lòng xót dạ cũng như người thế tục, vậy thì cái này mình suy nghĩ lại. Nên mỗi một người chúng ta là người tu hành, có những việc mình làm Phật tử rất là quý mến mình đó, nhưng mà cái dạy của mình đi đến mục đích giải thoát thì việc này khác. Nên người ta đi về chùa, những đức hướng dẫn người ta một cái pháp tu, về người ta áp dụng ta tu, nhắc người ta. Còn ông bà cha mẹ nên chân thật có tâm hiếu, phụng dưỡng lo lắng nhiệt tình hết mình, cái đặc biệt vô cùng mà trả ơn cho ông bà cha mẹ rốt ráo được viên mãn, thì giúp cho ông bà cha mẹ biết cái pháp tu, nhất là pháp tịnh độ này phải để ý. Vì mình có thể ngồi thiền, mình có thể trì chú, mình tu, nhưng mà ông bà cha mẹ mình già sao làm được đấy. Thì mình dù cỡ nào cũng là pháp của Phật, mình đem một cái pháp phù hợp cho ông bà cha mẹ mình, dạy cho ông bà cha mẹ mình, khi cuối cuộc đời mình nhắn hộ niệm cho ông bà cha mẹ mình, việc này người tu mình làm mới thật đúng, đúng đó. Bây giờ mình chấp vào cái pháp mình tu, mình không tìm một cái pháp để giúp cho ông bà tổ tiên cha mẹ của mình khi còn sống, thì việc này mình thiếu sót. Nên có một vị thiền sư đông trạch gì đó, những đứa đọc lịch sử,
ngài tu thiền mà đưa mẹ về dạy mẹ niệm Phật. Vì khả năng tôi tu thiền được nhưng mẹ tôi không tu được, tôi mới tìm ra một cái phương hướng, một cái pháp tu để phù hợp cho mẹ tôi. Khuyên mẹ niệm Phật, mẹ niệm Phật giảng sanh. Ngài thở cái khì nó rằng bộ phận làm con cũng cảm thấy mình nhẹ nhõm. Việc làm này mới thật sự ý nghĩa quý vị. Nói quý vị nghe những đức chia sẻ phải nhận thức. Mỗi một người chúng ta nên làm việc Phật pháp xác thực bằng một cái hành động có tâm giải thoát để giúp tất cả chúng sanh. Nên những chương trình, những đức khóa tu nêu lên gì đó, Phật tử khắp nơi nơi, quý vị sắp xếp tổ chức, các vị trưởng đoàn nên thông báo lên để mà tổ chức chương trình này đặc biệt cho quý vị đến tu rất là xứng đáng, vừa cầu an người thân, cầu siêu cho người thân, tưởng nhớ đến tổ tiên, rất ý nghĩa quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho người trong chùa hàng Phật tử khắp nơi nơi chúng ta nghe được pháp môn tịnh độ, tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời, khi cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.